cái thứ ba đó là tiểu hiếu tiểu tức là nhỏ nhưng mà nhỏ không có nghĩa là không quan trọng đâu nha cả nhà đó là mình phải phùng dưỡng cha mẹ của mình cho tôi hỏi cả nhà ai trong phòng lớp học của mình hôm nay đang ngồi học ở đây có thói quen là tháng nào cũng gửi tiền cho cha mẹ comment có và có có, comment chưa có rồi. Chúc mừng cả nhà ha. Chúng ta biết là cha mẹ chúng ta khi chúng ta còn bé, cha mẹ chúng ta đã làm sao ạ? À? đã dồn hết sức khỏe để nuôi chúng ta ăn học, ngày nào cũng làm việc rất là cực khổ luôn, mà cứ kiếm được cái gì ngon là cho mình ăn trước. Ha, à, cái gì ngon con gì lành là cho mình ăn trước. Mà ngay cả bây giờ mình lớn rồi Cha mẹ cũng như vậy thôi à Mỗi lần mà đi về quê là Cái buồn chuối nào ngon nhất Cái mớ rau nào ngon nhất Những cái quả trứng gà nào tươi nhất Con gà nào mà gọi là ngon lành cành đào nhất Là đem lên Bỏ lên xe cho con đem lên Sài Gòn Nhưng mà có rất nhiều người Thì lại không nhớ tới cha mẹ của mình Mà nếu có nhớ là nhớ khi mình bị thừa ra Ví dụ như tivi mua một cái tivi mới là đem cái tivi cũ về quê. Mua những cái gì đó đôi giày đôi dép mới là đem cái cũ đó về cho cha mẹ mang. Cái thói quen đó là một cái thói quen mà chúng ta nhìn thấy có đẹp không cả nhà? Bao nhiêu người thấy là người ta dành cho mình cái tốt nhất mà mình dành cho người ta cái second hand là một cái lối sống không đẹp đưa tay lên vậy vậy. Bộ tay người bên cạnh và nói không đẹp rồi. Nếu mà mình sống không đẹp Mà mình đòi kết quả cuộc đời mình tốt đẹp Thì từ đâu mà có Chiếu theo luật nhân quả chúng ta đã học ở bài trước Thì nếu mà mình sống thế nào Thì đời mình thế ấy Vì, vì vậy nếu mà người nào Mà không có phụng dưỡng cha mẹ của mình hàng tháng có sự quan tâm cha mẹ hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng Thì những người như vậy là chúng ta đang bị lỗi đạo đó cả nhà Nếu chúng ta may mắn được sống trong cùng gia đình với cha mẹ là quá tốt Gặp nhau mỗi ngày hãy nghĩ cách làm sao để cho các ngài vui vẻ à có một cái tuổi già thật là vui vẻ đàng hoàng còn nếu như mà mình ở xa các ngài thì hãy nhớ gọi điện hàng ngày hàng tuần khi nào tốt nhất vài ba hôm à rồi hàng tháng khi mà mình lãnh lương ra trước khi mình đưa tiền về đó để dùng cho gia đình của mình hãy gửi cho cha mẹ mình một ít bao nhiêu cũng được trăm ngàn cũng được 500 ngàn cũng được 1 triệu cũng được 10 triệu cũng được 30 triệu cũng được Bao nhiêu cũng được Các ngài không có đòi hỏi chúng ta đâu Nhưng mà việc của chúng ta là phải nhớ tới các ngài Đi đâu mà thấy có cái gì ngon làm nghĩ à Ở à, này mua về cho mẹ Mẹ mình thích cái này lắm Mua này về cho ba Ba mình thích cái này lắm Khi nào mà mình có cái thói quen đó Chính là lúc mình đang tròn đạo rồi đó Còn cái hồi mình nhỏ Đi đâu cái gì ngon Cha mẹ mua cho mình ăn Còn mình bây giờ lớn Ngon ăn mình kêu chồng kêu vợ kêu con vô âm hùng hục hùng hục không nhớ gì tới cha mẹ hết còn có người còn bảo thế này nè cha mẹ em giàu lắm ông bà đâu có thiếu cái gì đâu thế thì tôi lại hỏi nếu bây giờ có một cái người a nợ một người b một tỷ đồng tức là nói với người b là b ơi tôi mượn bạn một tỷ kẹt quá và người a à mượn người b một tỷ đồng người b đồng ý và sau khi người B có được tiền Thì người B không trả cho người A Cái mình mới hỏi cái người B rằng Ê B Sao mày có tiền mày không trả cho Nga người Nga người nó Nó, nó cho mày mượn tỷ mà Thôi trả làm gì nó giàu lắm Cả nhà nghe vậy có ổn không A đi mượn B một tỷ đồng Được không A đi mượn B một tỷ đồng Khi mà A có tiền Thì A không có chịu trả cho B và chúng ta hỏi A rằng A ơi Sao mày không trả tiền cho B Thì A nói B nó giàu lắm Nó cần gì phải trả Ở nhà hiểu ý này không ạ à? Vậy thì, thì nếu mà chúng ta nghe như vậy là thấy chướng tay rồi phải không Người ta sẽ giàu kệ người ta chứ Mình nợ mình phải trả cho đàng hoàng chứ Vì vậy cha mình mẹ mình Dù có giàu đến cỡ nào Việc của mình là phải báo hiếu Còn giàu là chuyện của họ Báo hiếu là chuyện của mình Người nào mà nghĩ rằng cha mẹ mình giàu không cần báo hiếu Thì người đó đang bị lũng xô Ai hiểu ý này rồi đưa tay với bạn, Mình báo hiếu Tôi vừa mới nói xong Không có quy định là bao nhiêu triệu đồng Không có quan trọng là mình mua cái gì Chỉ cần cái tấm lòng của mình thôi Chỉ cần cái tấm lòng của mình Nhớ về cha mẹ hàng tháng thôi Đó gọi là tròn đạo Nếu mà mình không tròn đạo Thì sẽ đến một lúc mình thấy cái show của mình Nó lũng không đẹp không ăn tiền luôn Được không cả nhà? Vậy là chúng ta vừa mới đi xong cái phần đó là đạo làm con. Đạo làm con thì phải tôn kính cha mẹ. Phải gìn giữ thanh danh cho gia đình. Và phải phụng dưỡng cha mẹ. Ba việc cần phải làm. Đơn giản, đầy đủ, rõ ràng như vậy. Nếu mà chúng ta làm tròn được ba việc đó là vô cùng tốt đẹp. Nhưng mà có những người thì có phụng dưỡng ngay cả nhà. Có phụng dưỡng. Nhưng mà tức là tiểu hiếu thì có làm, tiểu thì có làm nhưng mà vi phạm đạo ở cái phần số 1, hỗn láo với cha mẹ hoặc là không gìn giữ thanh danh cho gia đình thì cũng chết như thường. Hãy tưởng tượng là khi mình phụng dưỡng cha mẹ là tiểu hiếu phải không? Là được cộng một điểm. Nhưng mà trung hiếu á là 5 điểm mà đại hiếu là 10 điểm. Mình làm được có một điểm mà mình bị âm mất tới 10 điểm. Có những người lo cho cha mẹ tí là bắt đầu kể. Tôi ngày xưa là sư phụ cái này á, cả nhà. Tôi có một cái tấm lòng Đó là từ bé tôi rất là thương cha mẹ tôi Nên có tiền cái là tháng nào tôi cũng gửi về cho cha mẹ Từ cái ngày tôi nghèo thiệt là nghèo Nhưng mà tôi luôn nhớ tới cha mẹ tôi hàng tháng Tức là tôi làm cái tiểu hiếu rất là tốt Nhưng mà khổ một cái á, Là khi mà tôi làm kinh tế mà nó bị khó khăn á, Là mỗi lần tôi về nhà Tôi thấy em út của tôi đó cả nhà Ở nhà thì như nó sướng hơn tôi Tôi thì lăn lộn ở đất Sài Gòn Em của tôi thì là gia đình tôi ở Đồng Nai nên khi mà tôi thấy mình vất vả ở Sài Gòn Mà tháng nào mình cũng lo lắng cho gia đình Cha mẹ hết Đi về nhà thấy em mình sao nó sướng quá Thoải mái quá Và tự nhiên trong lòng tôi nó trỗi dậy một cái sự khó chịu Ở nhà có hiểu được cảm giác đâu không Tự nhiên mình thấy khó chịu sao Tự nhiên mình khổ như vậy mà em mình nó sướng như trời Cái bắt đầu khi mà tôi biếu tiền cho mẹ tôi Tức là tôi làm cái tiểu hiếu đó Thì tôi canh dặn mẹ tôi này Tiền này giữ xài nha Đừng làm tôi lúng ta lá nha mà ý là tôi đi về tôi thấy mẹ tôi xây nhà cho thằng út xây cái kho này cái... tự nhiên nó làm ông biểu nó tự xây đi Mất mớ gì mà mình xây mà xây là ý mình nói xây đó là tiền của mình á ai đã hiểu được cái, cái ẩn ý bên trong của lời tôi nói á nên bắt đầu mình chỉ đạo cho mẹ mình là tiền này để mà xài nhé má đừng làm tùm lum nếu mà nói tẹt ra là mình sẽ nói là đừng có xây nhà cho ông phú nha tiền của con mà gửi mày xài tự nhiên mình xây nhà ông phú chi tức là chỉ đạo mẹ cách xài tiền và tôi nhớ có một lần Hôm đó tôi tôi cũng nói y chang vậy Và mẹ tôi đang ngồi trên một cái bàn ghế đá Nhà tôi trước sân có cái bàn ghế đá Chiều tôi chuẩn bị lên cái tôi đưa tiền mẹ tôi Cái tôi nói nói xong cái tự nhiên tôi Tôi nghe mẹ tôi nói vậy nè Mẹ biết rồi Nhưng mà trong cái ánh mắt của bà tôi thoáng nhìn vào một cái Tôi nhìn thấy một cái nỗi sầu rất là lớn luôn Tức là một cái ánh mắt rất là buồn Thiệt là buồn Tức là như thế là bà lớn tuổi rồi bà đâu đi làm ra tiền đâu thì bây giờ mình đưa tiền thì bà lấy nhưng mà mình đưa tiền với một cái thái độ hỗn láo tức là mình dạy mẹ mình cách xài tiền nó mới ghê nè. cả nhà hình dung ý này không và khi mình nói như vậy thì trong ánh mắt của mẹ rất là buồn luôn và tôi những cái lần trước tôi nói mà tôi không có để ý nhưng mà lần này tôi nói vô tình tôi liếc qua tôi thấy ánh mắt của mẹ tôi trùng xuống một cái nét buồn rất là tội nghiệp luôn và tôi cái tâm thức của tôi tự nhiên nó giật mình nó tự nói với chính nó rằng không à từ nay đừng bao giờ như vậy nữa ha mình thương mẹ có bao nhiêu lo bấy nhiêu mẹ đâu có ép mình đâu mẹ đâu có yêu cầu gì mình đâu nhưng mà tại sao cả cuộc đời của mình mẹ chưa bao giờ yêu cầu mình cái gì hết mà tại sao bây giờ mình hồi xưa mẹ lo cho mình ăn học ha mẹ đã làm hết sức của mẹ rồi mà mẹ đâu có yêu cầu mình cái gì đâu còn bây giờ mình đem về mình báo hiếu được có chút tiền mình đã yêu cầu phải xài tiền kiểu này phải cư xử thế kia Vậy là có phải tiểu hiếu thì tôi ghi được một điểm cộng Nhưng mà hỗn láo với cha mẹ là âm 10 điểm trừ rồi Ví dụ như đánh số thứ tự là tiểu hiếu là một Trung hiếu là năm Đại hiếu là 10 Thì rõ ràng làm một mà đi âm tới 9 Cả nhà anh Dung không ạ à? Nên có những người tại sao vẫn cứ đem tiền về lo cho cha mẹ mà đời vẫn khổ Là vì tiểu hiếu thì ok nhưng mà đại hiếu thì không ok Được chưa cả nhà Rồi chưa nói thanh danh của dân ha mình làm âm ăn à, Mình làm có những cái thứ để cho người ta chửi trên đầu trên cổ Tôi biết có những người làm cái nghề đó là Hầu cá độ đá banh Và kiếm được rất là nhiều tiền Nhưng mà khổ cái biết sao Tiền mình kiếm được chính là tiền của một gia đình nào đó vừa bán nhà cầm nhà Tức là chồng của người ta đi cầm cái cái nhà của người ta Của cha mẹ người ta để đi đi đưa tiền đó cho mình làm cái đường dây cá độ đá bằng Vậy thì cái tiền của người ta họ bị mất Họ oán thán dữ lắm cả nhà hình dung à, họ bị mất cái nhà vì thằng con hoặc là ông chồng cá độ đá banh họ bực lắm nên suốt ngày họ chửi họ rủa mình như vậy thì cha mẹ mình có yên lòng không cả nhà bao nhiêu người thấy rằng là cái việc kiếm tiền bằng cái việc là gọi là làm mất nhà mất cửa của người khác là một cái việc không thể nào mà tốt đẹp được ai hiểu ý này rồi đưa tay với bạn vì vậy những cái việc gì mà dùng như là ghi đề nè ghi lô đề nè cá độ đá banh này, tổ chức sòng bài nè à, buôn bán ma túy nè nói chung là những cái chuyện mà nó gây ra cái sự là khổ cực cho thanh danh của gia đình là chúng ta nên tránh 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 còn nếu không là nhiều khi mình cũng có đem tiền về cho cha mẹ là tiểu hiếu được một điểm nhưng mà tới trung hiếu là mình bị âm vì vậy cuộc đời mình vẫn khổ như thường ai đã hiểu rõ về cái chữ hiếu này rồi được tay bye bye các anh chị thân mến, nếu các anh chị nghe những kiến thức này và các anh chị thấy nó có giá trị với các anh chị thì xin các anh chị hãy bấm nút chia sẻ cho nhiều người cũng được học. Và các anh chị cũng đừng quên bấm nút subscribe kênh nha. Các anh chị bấm vào nút hình quả chuông ấy. Và khi các anh chị bấm vào hình quả chuông thì khi tôi có một cái video clip mới thì ngay lập tức các anh chị sẽ nhìn thấy nó. Cảm ơn các anh chị rất nhiều. Hẹn gặp lại các anh chị.